Xin chào quý vị và các bạn. Không khí lạnh liên tục được bổ sung xuống các tỉnh thành miền Bắc nên 3 ngày nay trời không mưa và rét khô, đặc biệt là về đêm và sáng, nhiệt độ hạ xuống rất thấp và trạng thái này sẽ còn kéo dài trong hôm nay cũng như những ngày tới ở Bắc Bộ. Cụ thể, trong ngày đầu tháng 12 dương lịch thì trời có nắng, nhiệt độ trưa chiều nay dao động trong khoảng từ 20 đến 23 độ. Riêng một số nơi thuộc vùng núi Tây Bắc như Mường Tè, Mường Lai, Mường La, nhiệt độ có thể vượt ngưỡng 26 độ vào thời điểm giữa trưa và đầu giờ chiều. Ngoài ra, do độ ẩm không khí giảm thấp, trung bình ngày chỉ dao động từ 65 đến 75% nên thời tiết ở miền Bắc là khá khô hanh. Đêm và sáng nhiệt độ sẽ tiếp tục giảm sâu, phổ biến trong khoảng từ 14 cho đến 17 độ. Vùng núi là từ 12 đến 14 độ. Khu vực núi cao như Sapa, Mẫu Sơn, Đồng Văn, Sìn Hồ và Pha Đin nhiệt độ chỉ khoảng 6 đến 9 độ, có nơi thì còn thấp hơn nên cảm giác rét buốt trong khoảng thời gian này. Quý vị chú ý trang phục để đảm bảo sức khỏe trước đợt rét đầu đông. Trong khi Bắc Bộ khô ráo thì tại Trung Bộ và Tây Nguyên những ngày qua đã có mưa lớn diện rộng gây nhiều thiệt hại cho người dân địa phương. Và tình trạng mưa nhiều sẽ còn kéo dài trong hôm nay ở các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ. Khu vực Tây Nguyên, trong đó từ Quảng Ngãi cho đến Khánh Hòa sẽ có mưa rất to và dông. Người dân tiếp tục đề phòng lũ lên trên hệ thống các sông suối, nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất ở vùng núi là rất cao, ngập lụt tại vùng trũng thấp, ven sông và các khu vực đô thị ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận và khu vực Tây Nguyên. Phải từ ngày mai, mùng 2 tháng 12, mưa lớn sẽ giảm tại các khu vực này. Về tình hình nhiệt độ thì tại hầu khắp các tỉnh thành miền Trung và Tây Nguyên đều có mưa nên nhiệt độ phổ biến là từ 25 đến 28 độ. Chỉ riêng các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An do chịu tác động của không khí lạnh khô ở phía Bắc nên trời ít mưa và có nắng với nhiệt độ cao nhất trưa chiều nay chỉ từ 21 đến 24 độ trời lạnh. Với các tỉnh thành phía Nam thì mưa cũng diễn ra rải rác, tuy nhiên lượng mưa là không lớn như khu vực miền Trung và Tây Nguyên, thường diễn ra vào chiều tối và đêm. Nhiệt độ cao nhất hôm nay tại đây vẫn ở ngưỡng mát mẻ từ 27 đến 30 độ. Phải từ ngày mai khi mưa giảm thì nhiệt độ mới có xu hướng tăng trở lại. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa sẽ có mưa rào và dông vài nơi. Thịnh hành gió Đông Bắc hoạt động mạnh, mức cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh và sẽ còn kéo dài trong thời gian tới nên sẽ không thuận lợi cho hoạt động hàng hải cũng như đánh bắt xa bờ của bà con ngư dân. Với khu vực Nam Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, thịnh hành gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Tàu thuyền lưu thông cần đề phòng khả năng xảy ra lốc xoáy, sấm sét và gió giật mạnh trong cơn dông. Như vậy trong hôm nay Bắc Bộ sẽ tiếp tục rét khô, Trung Bộ và Tây Nguyên còn mưa diện rộng, người dân đề phòng lũ và sạt lở đất đá, còn Nam Bộ có mưa rải rác về chiều tối. Khối không khí lạnh khống chế khu vực Bắc Bộ được tăng cường bổ sung mạnh. Do vậy các tỉnh thành miền Bắc nằm sâu trong khối không khí lạnh khô nên thời tiết hầu như không mưa và trời chuyển rét. Dự báo, sang đến hôm nay, khối không khí lạnh khô tiếp tục duy trì tình trạng thời tiết khô hanh và nắng nhiều vào ban ngày. Tuy trời nắng nhiều nhưng do khu vực này nằm sâu trong khối không khí lạnh mạnh, nên nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ có thể lên ngưỡng từ 21 cho đến 24 độ. Riêng Lai Châu, Điện Biên, nhiệt độ có phần cao hơn ở ngưỡng từ 25 cho đến 27 độ. Về đêm và sáng, nhiệt độ toàn miền vẫn khá thấp, phổ biến từ 14 cho đến 17 độ. Vùng núi 10 đến 13 độ. Vùng núi cao có nơi xuống dưới 10 độ nên trời rét buốt hơn. Đối với khu vực Trung Bộ, trong 24 giờ tới, thời tiết vẫn duy trì tình trạng mưa nhiều từ Hà Tĩnh trở vào cho đến Bình Thuận. Trong đó, vùng mưa lớn tập trung tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế vào đến tận Khánh Hòa. Do vậy, người dân cần đề phòng khả năng xảy ra ngập úng, lũ quét và sạt lở đất đá có thể nguy hiểm. Do có mưa nhiều nên nhiệt độ các tỉnh thành miền Trung không cao, với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến khoảng 25 cho đến 28 độ. Riêng các tỉnh thuộc Bắc Trung Bộ như Thanh Hóa, Nghệ An, do nằm sâu trong khối không khí lạnh nên thời tiết khá tương đồng với các tỉnh Bắc Bộ. Khu vực này phổ biến ít mưa, trưa chiều có nắng trong không khí lạnh nên nhiệt độ cũng ở mức thấp, trời rét về đêm. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ dưới ảnh hưởng của hình thế gây mưa ở Nam Trung Bộ nên vẫn duy trì mưa nhiều trong hôm nay, đặc biệt là khu vực Tây Nguyên và các tỉnh ven biển Nam Bộ có nhiều điểm ở mức mưa vừa, mưa to. Mưa tiếp tục xảy ra trong chiều đêm nay và sáng ngày mai. Tuy nhiên, lượng mưa sẽ giảm hơn so với những ngày vừa qua. Sang đến ngày hôm nay, thời tiết thủ đô Hà Nội có nắng xuất hiện sớm. Tuy nhiên, tiết trời vẫn còn rét vào buổi sáng với nền nhiệt độ phổ biến từ 16 cho đến 20 độ. Càng về trưa chiều thì cường độ nắng gia tăng hơn nhưng mức nhiệt cũng không tăng cao, cao nhất ngày không quá 24 độ. Theo nhận định, tình trạng rét vào đêm và sáng có thể kéo dài trong những ngày tới. Do đó, quý vị cần chú ý mặc đủ ấm để đảm bảo sức khỏe, đặc biệt đối với người cao tuổi và trẻ em.
đến với thành phố Hải Phòng. Thời tiết nơi đây cũng khá tương đồng với thủ đô Hà Nội. Tuy nhiên, do thành phố Hải Phòng nằm gần biển hơn nên trời có phần rét hơn, với nhiệt độ ban đêm giảm xuống ngưỡng từ 14 cho đến 16 độ. Ban ngày trời có nắng nhưng mức nhiệt cũng chỉ tăng lên cao nhất ở ngưỡng từ 21 cho đến 23 độ. Nhìn chung, thời tiết nơi đây khá khô ráo và rất thuận lợi cho cuộc sống sinh hoạt thường nhật của người dân cũng như du lịch ngắm cảnh. Tuy nhiên, về đêm và sáng thì quý vị nhớ mặc thêm áo khoác, có mũ đủ ấm để tránh gió rét dễ gây cảm lạnh. Thành phố biển Đà Nẵng nằm ở khu vực giữa miền Trung, trong hôm nay sẽ tiếp tục có mưa nhiều, mưa kéo dài cả ngày lẫn đêm. Có nơi xuất hiện mưa dông mạnh, khả năng kèm theo lốc sét và gió giật nguy hiểm. Cùng với mưa nhiều là nền nhiệt mức giảm, mức cao nhất trong ngày chỉ phổ biến trong khoảng từ 23 cho đến 25 độ. Ban đêm, nhiệt độ giảm xuống ngưỡng từ 21 cho đến 23 độ, tiết trời se lạnh. Đến với thành phố Nha Trang, sang ngày hôm nay mưa cũng xuất hiện nhiều. Mặc dù nằm ở khu vực phía nam miền Trung, ít chịu tác động của đới gió đông bắc hơn thành phố Đà Nẵng, nhưng cũng chịu ảnh hưởng kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao nên mưa cũng khá lớn. Nền nhiệt ở khu vực này cũng vì thế mà duy trì ở mức thấp, với nhiệt độ ban trưa dao động quanh ngưỡng 27 độ. Ban đêm, nhiệt độ giảm xuống ngưỡng từ 22 cho đến 24 độ. Nhìn chung, thời tiết khá bất lợi cho mọi sinh hoạt đời sống thường nhật của người dân ở đây, cũng như các hoạt động ngoài trời. Thành phố Đà Lạt thuộc vùng núi Tây Nguyên cũng chịu tác động của không khí lạnh khuếch tán xuống cùng với hoạt động của vùng nhiễu động trong đới gió đông trên cao, nên có mưa vừa, mưa to xuất hiện. Cường độ mưa dông có thể tăng mạnh hơn vào khoảng thời gian chiều và tối. Trong cơn dông, cần đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh đi kèm. Về nhiệt độ, do điều kiện địa hình nơi đây nên nhiệt độ thường khá thấp hơn so với các tỉnh lân cận. Biên độ nhiệt ngày đêm dao động từ 14 cho đến 19 độ. Trời rét sâu về đêm và sáng. Khi tham gia lưu thông ngoài trời, người dân nơi đây cần chú ý mặc áo khoác đủ ấm và đừng quên mang theo các tiện ích che mưa. Điểm dừng chân cuối cùng trong ngày hôm nay đến với thành phố Hồ Chí Minh, mưa dông cũng xảy ra nhiều và kéo dài trong ngày. Đồng thời nền nhiệt cũng giảm nhiều, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến trong khoảng từ 28 cho đến 30 độ. Ban đêm nhiệt giảm xuống còn ngưỡng 23 cho đến 25 độ. Nhìn chung thời tiết mát mẻ nhưng mưa sẽ làm ảnh hưởng ít nhiều đến các hoạt động ngoài trời cũng như việc lưu thông của người dân.